Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến các bạn một cái mẹo nữa khi các bạn sử dụng điện thoại. Thì nhất là đối với những hệ điều hành Android thì người ta thường hay sử dụng cổng micro USB. Tuy nhiên thì một số máy đời mới bây giờ thì nó đã sang cổng Type-C rồi. Thì cái cổng Type-C nó truyền dữ liệu rất là tốt, sạc cũng nhanh nữa. Cái cổng USB này thì nó sạc khá là lâu. Và nó có một cái nhược điểm rất là hay gặp ở các bạn mà mình cũng thường được các bạn đặt câu hỏi. Ví dụ như hôm trước mình có hướng dẫn các bạn là cách cái gấp mà cái cá sạc này bằng cái nhíp bấm tay ấy. Thì tuy nhiên các bạn có đặt thêm một câu hỏi là thế cái trường hợp mà nó còn lồi một ít ấy thì sẽ bấm được móng tay. Như cái trường hợp này nó gần thụt hết vào rồi các bạn nhé, gần thụt hết rồi, nhìn nó gần như là bằng phẳng đấy các bạn nhìn này, gần như là bằng phẳng. Thế thì các bạn đặt câu hỏi rằng là khi mà nó đã tụt hẳn vào trong như thế này thì ngoài cái cách bấm nhíp móng tay thì chúng ta có cách nào để đẩy cái cá sạc này không? Có các bạn nhé. Nếu như trường hợp đó thì các bạn có. Một số bạn nêu câu hỏi rằng là có thể là chọc cái kim vào đây và cậy lên. Thì các bạn nhìn thấy là hai cái đầu nhựa này nó là kín rồi, các bạn không thể cậy được. Điều duy nhất các bạn có thể làm bây giờ đó là chúng ta có thể sử dụng một cái ghim băng đầu nhựa này hoặc là cái đầu kim nhé. Các bạn nhìn này, ở phía cái đầu trên sạc này của nó ấy, nó có luôn có một cái điểm hở. Ở hai đầu này luôn có một điểm hở. Các bạn kiếm một cái đầu kim hoặc cái đầu ghim băng, các bạn sẽ luồn vào cái đầu này cho mình. Đấy, các bạn nhìn này, các bạn đẩy nó lên, đẩy vừa thôi, các bạn đừng đẩy quá là nó gãy. Đấy, các bạn đẩy lên nhá. Tiếp tục bên này chúng ta sẽ làm tương tự này. Và các bạn giữ một lúc để cho cái thanh nó uốn thẳng lên. Đấy, các bạn đẩy lên, các bạn nhìn này. Đấy, nhìn thấy không? Hai cái cá nó đã lên rồi. Cái cá bên này thì nó vẫn lên hơi thấp một chút, mình sẽ gậy thêm một tí nữa. Các bạn ấy nhẹ tay nhá, không gậy đấy. Đó. Thì hai cái cá nó lên gần bằng nhau rồi. Các bạn nhìn này, đấy nó lồi hẳn lên rồi. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách này. Tuy nhiên khi mà chúng ta cậy lồi cái chân sạc này lên ấy, thì khoảng một thời gian thì nó lại tụt xuống. Thì cái đặc điểm là như thế. Thì cứ kéo vào kéo ra thì nó sẽ tụt xuống rất là nhiều. Thì các bạn có thể áp dụng lại cái phương pháp này tương tự thì chúng ta sẽ tăng thêm cái thời gian sử dụng cái dây sạc rất là lâu. Thì hôm nay mình đã chia sẻ hướng dẫn các bạn cách khắc phục thêm một lần nữa, rồi chúng ta là dùng ghim băng để cậy cái chân hai cái cái của chân sạc cổng micro USB cho hệ điều hành Android. Đến đây là hết, xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong video lần sau. Nếu các bạn thấy video này mình chia sẻ bổ ích và với thì hãy đăng ký like và chia sẻ giúp mình nhé. Rồi xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những video lần sau.